Vâng, đây là một hoa hậu 757X cắt. Em vẫn bán giá là 13 triệu 500 ngàn. Hôm qua có về một con cũng đồng giá với nhau. Các bác lấy con ngày nào thì em gửi con ngày nấy nha các bác. Còn hôm qua thì cái ruột chưa vệ sinh. Dòng này là hồi gỗ chỉ vàng nha các bác, hồi gỗ chỉ vàng và âm thanh nó rất là hay. Có loa nét, các bác đánh vào những cặp loa 180W 30 của Pioneer hoặc là đánh những dòng loa Âu Mỹ Nhật đánh rất là tốt. Trên phân khúc này con này cũng khá là hay, được anh em ưa chuộng rất là nhiều. Nó trưng bày đẹp, thứ hai là nó khỏe, 320W chạy 8 sò và có thể giúp vào hát karaoke khi các bác rảnh rỗi nghêu ngang karaoke gia đình. Anh chụp đẹp không có điểm chê nha. Em quay rất là kỹ để các bác ở xa xem hàng mua hàng. Mũi đẹp kia là hàng bãi về đẹp xuất sắc nha. Này các bác thấy được đồ đẹp bên trong nha. Mới thiếu thùng thôi nha, giá 13 triệu 500 ngàn, giá chuẩn cho các bác nha. Các bác mua hàng chuẩn giá tốt thì alo cho em nha, giá em cân đối rồi, giá luôn luôn bao ship cho các bác. Các bác ở xa chỉ việc cọc tiền là em ship hàng, các bác chỉ cần chờ 2-3 ngày thì hàng sẽ tới nơi cho các bác nha. Thấy độ đẹp của nó thì miếng bạc và tới độ zin, tất cả là zin nguyên bản hết. Hàng em bán là đã bảo hành và kiểm tra cho các bác nha, tất cả hoạt động hoàn hảo nha. Các bác thấy bề mặt trên rất là đẹp, sắc liếm luôn nha, rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục em quay phía sau, và đây là phía sau của con âm ly 707XDCAT, có công suất là 320W và chạy 8 sò, trở kháng 4-16 ohm, chạy hai cầu loa A+B, có seri là 0588 nha các bác, 0588 các bác thấy công cụ rất là đẹp, 0588. Rồi em mở ru ra cho các bác cùng xem, con này vệ sinh rồi. Đây, đây là vỉ đẹp bên trong của nó, thì cũng như con hôm qua cũng 4 tàu lọc nguồn và một cái tăng phô 8 sò. 8 sò. Đây, rất là đẹp nha, vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Các bác chỉ việc chén thôi. Đây. Cái tránh là keo tản nhiệt của sò nha các bác. Đấy, sò là phải có những cái keo tản nhiệt đó chứ không có là nó nóng lắm. Nhiều bác không biết cái tưởng ủa sao làm dơ dơ cũng gốm nha. Nó là phải vậy đó. Không có cái đó là toi liền. Nó là keo tản nhiệt sò. Bác nào yêu con này thì alo cho em nha, giá 13 triệu 500 ngàn. 707XDCAT hồi gỗ chỉ vàng. Là phiên bản XDCAT hay nhất trong cái series XDCAT nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Bác nào yêu thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. 0978338 14, 0965 77 0277. Em ship hàng toàn quốc cho các bác nha, sẽ có giá tốt nhất cho các bác.